ta đọc file trong cái file data.json này thì chúng ta viết một cái đoạn code linh ta linh tinh vào đây, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là đoạn code tôi test thôi, thì chúng ta viết cái đầu tiên là khai báo cái FS bằng cái require một cái thư viện FS của chúng ta. Sau đó là file name thì bằng cái tên file của chúng ta ở trong này. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái FS kia sử dụng cái hàm là read file. Trong cái hàm này sẽ nhận 3 tham số. Tham số thứ nhất là tham số file name, tham số thứ hai là chuẩn mã hóa để lấy dữ liệu ra từ file kia. Tham số thứ ba nó là một cái hàm closure để giúp chúng ta xử lý cái dữ liệu lấy ra được từ cái file và từ cái hàm read file. Được chưa nhỉ? Và sau đấy chúng ta sẽ tiến hành là console.log ở ngoài này là reading 3 chấm chấm phẩy. Sau đó chúng ta tiến hành chạy lại cái hàm này thì xem nó như nào. Thì chúng ta nhìn thấy cái reading nó chạy trước, đúng không? Vì sao nó chạy trước? Bởi vì cái code console log này này, và kể cả hai thằng này cùng chạy nhá, hai thằng này cùng chạy cùng một lúc, nhưng mà cái console log nó trả dữ liệu nhanh hơn. Thằng này thì phải chọc vào trong file để lấy dữ liệu ra rồi hiển thị. Ít giờ nó qua hai bước cho nên là nó sẽ phải hiển thị sau, bởi vì cái JavaScript của chúng ta là nó hoạt động trên cơ chế là unsynchronized, tức là không đồng bộ. Thì bây giờ nếu mà tôi muốn lấy dữ liệu đồng bộ thì ngoài cái hàm read file này ra, tôi sẽ có những cái hàm khác để giúp tôi lấy dữ liệu ra. Ví dụ như tôi muốn hiển thị cái dữ liệu nội dung file trước thì tôi sẽ có một cái biến là var data bằng fs.readfile scene. Trong này tôi nhận hai tham số, là tham số đầu tiên là file name, tham số thứ hai là chuẩn mã hóa UTF-8 và tôi chấm phẩy ở đây. Sau đó tôi tiến hành là console.log ra data, sau đó là rồi mới đến reading. Thì đây là cái hàm thứ hai của chúng ta, thì chúng ta xem nó chạy như nào. Clear. Giờ chúng ta xem lại nó chạy như nào. Bây giờ thì sao? Cái nào chạy trước? Cái hàm read file của chúng ta chạy trước, sau đó mới đến hàm reading, đúng không? Thì chúng ta có khi mà làm việc với file ấy, thì chúng ta luôn luôn có hai cái hàm đi song song với nhau. Một là hàm những cái hàm mà thực hiện một cái nhiệm vụ đọc file, ghi file, các thứ các kiểu, nó chạy bất đồng bộ. Thì đấy là cái hàm có tên là không có chữ đuôi cái hậu tố là sin như thế này. Còn nếu mà hàm nào có cái đuôi cái hậu tố là sin thì chúng ta sẽ, đây là cái hàm là chạy đồng bộ, có nghĩa là chạy xong cái file này rồi, chạy xong cái logic của cái hàm read file rồi thì chúng ta mới chạy đến những cái dòng lệnh tiếp theo. Được chưa nhỉ? Bao giờ nó có hai cái nhiệm vụ như này. Xong chưa? Tiếp theo, nếu mà bây giờ tôi update cái nội dung của cái file này lên, update nội dung của cái file này lên và tôi chuyển sang dạng JSON, ví dụ như tôi trong này tôi có một cái mảng như sau. Tôi sửa tên của cái file data.tt này dành thành cái tên là data.json luôn. Data.json. Thì ở trong này tôi có một cái mảng này. Cái mảng này tôi sẽ có cái các cái object nằm ở trong. Đây là food. Tôi để là đây là name. Đây là bánh mì đi. Bánh mì thịt. Giá price. Đây là 2000. Sau đó tôi có thêm một cái đối tượng nữa ở trong này. Ê, bánh mì chả giá 2500, ví dụ thế. Duplicate lên. Đây là bánh mì gì? Bánh mì rau. Rồi, giá là 5000. Ví dụ thế. Đây là ở trong này tôi thì sao? Sau này tôi đặt. Ở trong này tôi tạo ra một cái file là file của tôi JSON, ở trong này nó sẽ trả cho tôi một cái tập hợp các cái đối tượng là JavaScript object, đúng không? Là JSON. Thì bây giờ tôi muốn lấy dữ liệu từ ở trong đấy của tôi hiển thị ra ngoài, thì bây giờ tôi vẫn chạy cái này và tôi sửa tên file thành data.json, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ hiển thị xem nó như thế này. Tôi đưa cái reading file lên trên. Rồi, chạy lại node main. Rồi, thấy ra text chưa? Nhưng mà cái này đúng, các bạn biết nó là string hay là json? String. Vì sao biết nó là string? Hả? Tại sao? Ví dụ nha, ví dụ nó không phải string thì chúng ta, bởi vì trong cái mảng đúng không,
như này nó sẽ ra một cái đối tượng nằm trong đấy. Như này đúng không? Nó ra ngay là cái bánh mì thịt giá 2.000, đúng không? Bởi vì nó là mảng, nếu nó là mảng thì nó sẽ phải ra như vậy. Giờ chúng ta chạy lại. Không ra gì luôn. Đúng không? Cái này nó ra một cái ký tự đầu tiên của chuỗi. Ra ký tự đầu tiên của chuỗi là cái dấu này. Thế bây giờ nếu mà, bởi vì ở đây tôi viết là code JSON, thế bây giờ nếu tôi muốn chuyển toàn bộ cái data này sang code JSON để tôi lấy ra làm nào? Không biết à? Bị điên à? Câu học mobile thì không phải biết ép từ chuỗi sang JSON như nào chứ? Không thì làm sao tương tác được với cơ sở dữ liệu? Data bằng JSON pass cái data chính nó như này, thử nha, ra chưa? Khi mà chúng ta có một cái đoạn JSON nó là chuỗi, là string ấy, thì chúng ta phải ép nó sang kiểu dữ liệu là JSON thì chúng ta mới lấy được ra đây. Các bạn thấy đây là cái khác nhau, đây là chuỗi thì nó ra ký tự đầu tiên, còn nếu là JSON nó ra cái mảng này, nhìn thấy cái mảng và cái phần tử đầu tiên của mảng thì nó sẽ là có các cái, nó là một cái đối tượng JSON có name là bánh mì thịt giá là 2.000, được chưa? Thì đấy là cái cách chúng ta làm việc với file. Muốn làm, nếu mà nó code nó là JSON thì phải hiển thị như này. Xong chưa nhỉ? Tiếp theo đây là đọc file, đây là đọc file. Thế nếu chúng ta muốn ghi file thì sao? Write. Rồi tôi tạo ra một cái file nữa thì là write.js. Trong này tôi lại có cái file name, và file name bằng data.json. Rồi. Tiếp theo và fs bằng require fs xong. Bây giờ tôi muốn tôi có một cái object như này và data bằng một cái mảng mới, bằng một cái mảng mới trong này là name là thằng học tên là gì nhỉ? Lê Văn Học. Score bằng 9.5 chẳng hạn, ví dụ thế. Rồi thì thằng khác. Lê Bác Học. Lê Bác Học điểm là 9.0. Rồi Lê Cháu Học điểm là 0.9. Rồi xong như này. Bây giờ tôi lại muốn là lưu cái nội dung mới này vào trong cái file kia. Tôi làm nào. Làm nào. Như này, ví dụ fs.write file. Đây là file name, vẫn là file name. Rồi gì nữa? UTF-8. Có UTF-8. Gì nữa? Data. Dữ liệu đó đâu? Đây data. Xong gì nữa? Function error result. Như này đúng không? If error thì true error. Còn nếu không thì console log data. Result, xin lỗi. Như này đúng không? Có chính xác là biết như này không? Qua thử nghĩ em có đúng không? Thế như nào đúng? Trong slide có đấy. Mở slide xong xem. Có đấy. Đây rồi. Đúng.
đây là file system đây rồi. Đây hàm write file. Hàm write file đầu tiên là file này, tên file này, sau đó là data này, sau đến option này. Thì chúng ta đặt ngược vị trí của cái data này với cái UTF-8. Rồi, xong. Xong rồi đến callback đúng không? Callback. Rồi chạy thử nhá. File này là file write đúng không? Xong, undefined. Kệ nó. Không ra lỗi được. Bây giờ xem file data này có gì. Object. Viết vòng lặp cho các object. Thấy không? For file gì đấy? Không phải. Đây này, hãy lưu ý. Khi mà chuyển dữ liệu từ JSON vào file á, thì chúng ta sẽ cần phải làm cái việc này. Data bằng JSON string file, cái biến data này, sau đó chúng ta chạy lại đúng lên văn học các thứ kiểu không? Bây giờ đọc lại file main. Ủa sao có ta? Main. À đây, tôi bỏ cái pass đi rồi. Nhìn ngu. Đó, Lê Văn Học 9.5. Xong chưa? Đấy là việc chúng ta có thể là tiến hành đọc file và ghi file. Okay. Thế nhỉ? Tất nhiên là cái write file này nó cũng có là write file scene như bình thường. Đấy là việc chúng ta đọc và ghi. Để ý rồi nha, cái này sẽ làm bài lab 6 đấy. Bài lab 6 chúng ta sẽ là sử dụng ExpressJS để đọc nội dung file ở trong hệ thống của mình để thêm sửa xóa dữ liệu cho nó. Ví dụ B thằng Lê Văn Học này vào đưa vào để làm dữ liệu. Xong như nhỉ? Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái khái niệm là đường dẫn và những cái biến nó cung cấp sẵn của cái thằng Node.js để chúng ta có thể là có những cái đường dẫn đến chỗ nào đấy cho làm việc cho nó dễ. Thì đây, đường dẫn tĩnh, đường dẫn tương đối. Thì đường dẫn tương đối theo các bạn nó là cái gì? Như nào là đường dẫn tương đối, như nào là đường dẫn tuyệt đối? Học lập trình mà không biết đường dẫn tương đối, đường dẫn tuyệt đối là vứt đi nhá. À? Vứt rồi à? Như nào gọi là tuyệt đối? Chính xác đến từng chữ một. Đúng không? Thế tương đối là gì ạ? Cũng đúng. Nghĩ cũng đúng. Đầu tiên là đường các bạn để đây được gọi như này, gọi là đường tuyệt đối này. Ví dụ đường dẫn đến cái file này nhá, đường dẫn đến cái file data json của tôi này, như này là đường dẫn tuyệt đối này. Đây tôi tạo ra một cái file mới tên là tuyệt đối. Rồi ở đây tôi sẽ console.log ra cái trừ trừ dname nha. Yeah. Tôi chạy cái file này. Thấy không? Thấy tuyệt đối chưa? Nó là đường dẫn chính xác từ cái thư mục gốc đến tất cả các thư mục sau đấy, rồi đến cái file, à cái thư mục dir là viết tắt của từ directory, là thư mục đang được xử lý của cái file mà chúng ta đang chạy là cái file gì? Tuyệt đối chấm JS ở đây. Đúng không? Và chúng ta cũng có thể là biết được cái biến global đầu tiên là cái biến dirname là chọn đến cái thư mục hiện tại của chúng ta. Sau này thì chúng ta nếu mà muốn chọn đến cái file hiện tại sao? File name. Đúng chưa? Đúng tuyệt đối không? Rồi, giờ sao? Nếu mà tôi muốn ví dụ nhá, như này gọi là đấy là tương đối là chính xác rồi nhá. Thế còn nếu như nào là tuyệt đối? Chúng ta có bao giờ làm cái trò gì đấy là chấm chấm xược này? Nhìn không? Cái này là như nào? Ví dụ chấm chấm
trường này. Học. À, cái này mà một cái. Một cái. Cái này cũng đúng rồi. Là nó hiểu. Là cái gì dễ hiểu hơn thế nào? Cái này dư nghe nói là dư nghe rồi, dư nghe sao tao còn một chút thư mục thì sao? Đây là app, đây là data, và trong này có data thì đi sang trong này có FRC và index chấm gì ấy. Yeah. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn từ cái thằng index.js này chọn sang được cái thằng data.json sang này để lấy dữ liệu, bây giờ chúng ta phải bắt buộc phải dùng cái trò là đường dẫn tương đối này, chứ chẳng ai dùng đường dẫn tuyệt đối được. Đường dẫn tuyệt đối của chúng ta sẽ là sượt data.json sang cái này để lấy ra đường dẫn tuyệt đối, đúng không? Thế là đường dẫn tương đối là gì? Ví dụ tôi đang có cái con trỏ hiện tại đang nằm trong từ RC và index, thì tôi sẽ thực hiện cái việc để trỏ sang cái cây thì sang này tôi sẽ dùng sượt và chấm chấm sượt này để thoát cho khỏi ra khỏi con trỏ ra ngoài của RC này, là thoát ra ngoài của thùng chứa của cái file đang được thực thi ấy, thoát ra ngoài và trỏ đến cái thư mục là app. Sau đó tôi tiến hành là sượt tiếp đến cái gì, data và sượt data sượt thì sang này, còn là tương đối là chúng ta trỏ lại lùi lại hay là trỏ phần chính xác để trỏ đến cái thư mục đang được xử lý của chúng ta. Chúng ta có thể lùi, có thể tiến để làm sao tìm được cái file mà chúng ta cần phải xử lý. Ví dụ tôi thực hiện luôn như sau, ở trong này tôi sẽ có một cái thư mục mới tên là data và tôi move cái file data.json đấy vào. Múp ra bằng di sản vào, tạo file mới luôn. File này là file src và tôi copy cái tuyệt đối này vứt vào đây. Rồi xong. Bây giờ chúng ta muốn chạy cái file tuyệt đối này mà tìm đến cái file data.json chúng ta làm nào? Trỏ ra. Ví dụ file đây tôi tiến hành là var fs bằng read file, tôi copy lại của cái thằng main này là xong. Rồi đây file điều data.json xong. Viết này có ra được không? Ra được không? Chạy thử cái. Lỗi ngay đúng không? File này không tồn tại. Bây giờ làm sao để tìm được đến cái file này? Trỏ ra ngoài là chấm chấm sượt. Này đúng không? Sau đến gì? Data sượt data gì sẵn. Chắc chưa? Đây lỗi đấy. Giờ sao? Giờ sao? Làm sao để trỏ được đến cái file data gì sẵn kia? Thử ra. Hả? Đây, làm này này. Read file này. Trừ trừ file name. File name cái gì? Cộng với string là trừ trừ sượt data sượt cộng với file name như này. Thử ra không được nhá, và tôi bỏ cái data đi sượt phần trước này đi. Ồ hả? Data chấm gì xong, chờ tí nhá, tôi thử lại.
như nào. Thấy ra Lê Văn Học chưa? Giờ nãy tôi thiếu cái này này, nãy tôi thiếu cái dấu gạch này. Để đây là file name cũng được. Ồ, lỗi luôn. File name lùi. À đúng không? DNA name thì là đúng. File name không được. Được chưa? Thì là chúng ta khi mà tìm đến một cái project thư mục nào đấy thuộc về cái project của mình á, tốt nhất là chúng ta nên sử dụng những cái biến đây, gọi là những cái basic constant. Nó chính xác là nó là constant, nó là những cái hằng số. Thì chúng ta nên sử dụng những cái basic constant như này để giúp chúng ta xác định ra cái vị trí của cái file đang được xử lý và tìm đến những cái file mà chúng ta cần lấy dữ liệu ra ngoài. Thì đấy là cái áp dụng cái basic constant và cái đường dẫn tương đối để giúp chúng ta đọc file chẳng hạn. Được chưa nhỉ? Các bạn làm cái việc này đi. Luôn. Làm luôn thôi cái việc đọc file như này, làm cho quen đi. Tí nữa sẽ khổ trong cái quen gì ấy. Lên nó kéo. Phòng này hôi thế nhỉ?
Bài nào chấm chấm nghịch chuột được? HTML. HTML là cấu trúc ở trong cái project của khi các bạn lưu ý này. Cái làm web nó rất là buồn cười. Đó là khi mà chúng ta output ra cho người ta ấy thì tất cả nó sẽ đưa hết về file CSS và file HTML. Điều này nó sinh ra một cái cấu trúc khác chứ không phải là cấu trúc giống như chúng ta nhìn thấy ở đây đâu. Giờ khi mà trả người dùng nó chỉ có là HTML và CSS ảnh thôi chứ nó không còn code backend nữa, cho nên là các bạn phải chiếu đến cái gốc, tức là cái localhost 3000 sượt cái gì đấy thì thế nó mới được.
Xong chưa? Nó tương tác cái này với cơ sở dữ liệu của chúng ta. Lấy cái ra file di săn làm thành project. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn CD ra cái thư mục của cái lớp của mình. Sau đó có express cách -v đúng không? -view bằng ezs cách tên project thì đây là ex -lesson 6. Lesson mấy nhỉ? Chả nhớ. 9. Xong. CD vào trong ex lesson 9 npm cách install. Xong. Sau đó chúng ta mở nó ra bằng cái subdirect text này. Mở nó ra. Rồi. Ở trong này chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chúng ta tạo ra một cái thư mục mới tên là data. Trong data này sẽ có dữ liệu của các cái file. Ví dụ như chúng ta sẽ có là user.json, rồi thì product.json. Nó hai dữ liệu kiểu như thế này. Sau đó chúng ta sẽ có user này, chúng ta viết ở trong này là một cái mảng. Mảng này sẽ bao gồm là username, là ví dụ như kiểu là mình nhầm viết nhầm PHP. Username mang giá trị là ví dụ như thiện th chẳng hạn. Password bằng string là 123456. Ví dụ avatar là chúng ta sẽ để đây là cái kiếm một cái ảnh avatar. Này đi. Chẳng biết nó có cho tải không. Đây, nó copy cái đường dẫn của cái ảnh này, nhét vào trong này. Đường dẫn đây nhá. Sau đó là roles là bằng mạng string là admin. Đấy, thế là xong một cái user. Tiếp theo này các user khác. Đây là học LV, password là 654321. Ảnh cũng vậy, có role là bằng moderator. Và có role nữa là author. Ví dụ thế. Độ hai user này thôi. Chúng ta viết tên chúng ta vào cũng được, chẳng sao à. Về product quên nhầm, cái này là post chứ. Rename post.json. Trong này chúng ta tạm thời là có một bài viết hoặc hai bài viết gì đấy. Chúng ta để đây là title. Cái này là ID chứ. ID bằng 1. Title bằng bao nhiêu nhỉ? Title bằng Lorem 5. Content Lorem 100. Rồi, author đây là thiện th chẳng hạn, ví dụ vậy. Views lượt views là bằng 0. Đó, tạm thời để thế. Tôi sẽ đẩy hai cái file này lên nhá. Đẩy hai file lên GitHub rồi chúng ta lên đây lấy.
Rồi, hai file. Để cốt lên rồi các bạn lấy hai cái file này về đi. Project thì các bạn có rồi đúng không? Bây giờ chỉ lấy hai cái file này lấy xuống thôi. Lên rồi đấy. Xong rồi bây giờ yêu cầu sẽ như sau. Chúng ta có cái row là index.js đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành là đọc file. Tôi yêu cầu chúng ta là đọc dữ liệu từ product và post và user .json. Sau đó hiển thị ở trang chủ. Rồi các bạn làm thôi cái việc này luôn đi. Làm bây giờ về nhà đỡ phải làm. Câu đấy mà không nhớ. Đâu nhỉ? Đây.
Xong chưa? Tạo ra hai file đi. Và làm tôi cái phần này. À quên, cái thằng user này hình như phải có ID thì phải. Đây. ID 1. Sắp rồi. Chỉ thiếu mỗi cái ID thôi. Up lên rồi mà. Xong chưa? Yeah.
không? Có nghĩa tôi lấy ra được xong rồi này. Các bạn ở từ đây các bạn lại làm cái việc là thêm sửa xóa cho user, rồi thêm sửa xóa cho product dựa trên cái file gì xong chúng ta biết làm nào để thêm không? Hoặc sửa không? À? Ừ. Ví dụ nhé, tôi chỉ gợi ý thôi, tôi không làm đâu. Cái này bạn làm phải làm. Làm việc đặt tiền ở trong đây chúng ta nhìn có mạng file ấy, thì nó cũng có cái đặc thù đó là làm cái gì chúng ta phải đối hết, làm cái gì chúng ta phải đối hết dữ liệu, ví dụ chúng ta thêm update và chúng ta thêm mới chứ admin nhé. Thì bước một các bạn lấy được object rồi đúng không? Object từ cái form rồi đúng không? Lấy từ form đấy, tức là user mới thì trừ cái con ID thôi, trừ con ID ra thôi. Thì chúng ta phải tự sinh nhất cái việc đó, đây là việc thứ nhất này. Việc thứ hai chúng ta phải sinh ra cái ID. Thì các bạn tìm được một cái nó có cái thư viện là unique ID sinh ra từ cái JavaScript ấy, nó sinh ra từ một cái chuỗi không bao giờ bị trùng, nó tự sinh ra một chuỗi không bao giờ bị trùng. Chúng ta dùng cái chuỗi đấy làm gì? Làm ID cho cái bản ý tiếp theo cũng được, chẳng sao. Thấy chưa? Sau cái thứ ba là lấy toàn bộ data. Trong file gì sang? Ép sang kiểu mạng. Hay còn gọi là gì sang object. Vậy ép sang nó sẽ ra là dạng mạng mà. Sau đó chúng ta lấy cái bốn bước cuối là lấy cái mảng và ép thêm phần tử của mảng. Ép phần tử này vào mảng. Sau đó là đưa ra phần file. Đó, đấy đó là chúng ta thêm phần tử vào trong cái file kia. Trong trường hợp chúng ta update thì sao? Trong trường hợp update thì đã có cái ID rồi đúng không? Thì chúng ta bước cái bước 1 là lấy được ID thì cũng là đó. Bước 2 là chúng ta sẽ lấy toàn bộ dữ liệu.
bước 3 là lọc ra cái object có ID tương ứng. Bước 4 là hiển thị màn hình. Còn wow. Chúng ta sẽ có cái save update. Save update thì sao? Save update thì chúng ta cũng có cái object từ form. Object từ form. Cái này chúng ta không phải sync ID nữa, bởi vì ID nó có sẵn rồi. Bước thứ hai là lấy vào một data. Bước 3 là cập nhật đối tượng. Có chung ID thì cập nhật nó lên. Và bước 4 lại save file. Đó, thì nó sẽ lại IDE để được làm mới lên được. Hả? Thì đây là có là cái này là từ hình màn hình để chúng ta thêm từ khóa. Thì màn hình cũ là màn hình với dữ liệu cũ. Và cái này là xếp dữ liệu mới, đúng không? Hai này là hai khác nhau hoàn toàn, không giống nhau đâu. Còn delete thì chúng ta xóa theo vị trí, xóa theo vị trí của cái đối tượng mà chúng ta tìm được là xong, được chưa? Đấy, cái bài này sẽ là bài về nhà của các bạn và các bạn sẽ tôi sẽ chấm cái bài này lấy điểm lắp lắp 6. Nếu mà được thì lấy điểm lắp 7 luôn. Lắp 6 và lắp 7 cho một bài. Lắp 8 thì sẽ lấy điểm assignment 2. Và cái bài thêm sửa xóa của các bạn ấy, làm cho nó tử tế vào. Có vậy thôi. Đấy. Cái gì? Về đi nhá. Làm gì đến giờ về. Thank you.
Việt Nam lại thắng Gam lại thắng Immortal à? Có kết quả rồi còn gì? Thắng rồi. Ừ. 3-2 phút đã thắng rồi. Nay đánh 3 trận luôn mà. Chơi chứ. Nhưng mà lâu lắm nó không chơi, giờ chỉ xem thôi. Ngày xưa tôi đánh cả công ty phải gánh tôi đấy. Đơn giản thôi. Dẹp đi. Không xem. Về nhà mà xem, có gì đâu. Tí nữa về giờ. Chứ chuẩn bị về bây giờ mà. Tốt để có thằng hai trăm rưỡi.